Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là phía trước có chị Bùm Bùm và chị Loan, thì cũng phát quà cho anh em nha cô chú. Dạ, cảm ơn. Đây là quà ở bên Úc ba anh nha. Quà dạ, gửi cho anh em cả nhà ơi. Cho mấy em gửi lời cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn chị Bông, cảm ơn chị Lan, có chị Lan cho chị nha. Gửi lời cảm ơn chị Lan. Rồi, chị Lan. Xin chào cả nhà nha. Thì buổi sáng giờ chị Loan cũng gửi tặng quà cho anh em ở nhà. Đây là những món quà từ Úc mà chị Loan đi diễn ở nước ngoài và mua về cho anh em cả nhà. Thì cái này mấy ngày thì những món quà này đã về tới Việt Nam rồi. Và hôm nay thì chị Loan nhờ một bông ra phát quà cho anh em YouTuber của nhà Loan rất là nhiều ở nhà ha. Thì trên tay em là những món quà của chị Loan đây, và em Hà Vinh, một số anh em quay ở đây đều được chị Loan tặng quà. Thì một lần nữa cũng cảm ơn chị Loan, cảm ơn gia đình của Hồng Loan đã gửi tặng món quà cho anh em YouTube trước nhà, giúp cho anh em. Nói chung là mặc dù là món quà nhỏ ở nhà nhưng mà rất là vui. Và bây giờ đi em mở vào trong coi có gì mới, có món quà gì hay ra nhà cho mình xem nha. Thì tất cả đều như nhau, đều có ba phần quà. Đầu tiên là một cái dụng cụ không thiếu ở nhà, đó là một chai Domain Care cả nhà ha. Cái chai này cả nhà hiểu đó, là dùng cho nam, dùng để mình lăn ha cả nhà ha. Món quà thứ hai ở nhà, cái món thứ hai đây. Món thứ hai là một cái xà bông cả nhà, gọi là xà bông nha, đô cả nhà ha. Nó rất là thơm nha, 100g. Đây, món thứ hai. Món thứ ba. Món thứ ba là một cái hộp uống vitamin nữa nha. Ha. Vitamin mình mở luôn nha. Dạ, mở luôn cả nhà ơi. Khui luôn nha, thì khui luôn anh. Đây. Nè. Vitamin ha. Wow, rất là ngon. Đúng rồi cả nhà, đây là một viên uống cả nhà, để mình coi công dụng nó là gì đây. Viên uống. À, đây là viên uống vitamin C cả nhà. Bổ sung nha. Bổ sung vitamin C, đó là 1000mg. Anh em rất là tuyệt vời. Thì đó là những món quà mà Loan gửi cho anh em. Đây. Quà. Đây nha, là những món quà từ nước ngoài gửi về đó. Thì tất cả anh em YouTuber quay trước nhà Hồng Loan, em số anh em quay chia sẻ về câu chuyện của Hồng Loan nó đều được tặng món quà. Thì ở đây là không phải là nó to lớn gì, nhưng mà đó là một cái món quà tinh thần, món quà vật chất nhỏ để ủng hộ tinh thần cho anh em, để anh em có nhiều cái động lực truyền cảm hứng và truyền những thông tin đến với bà con cô bác về câu chuyện của Hồng Loan đó nha. Đó. Dạ. Thì ở đây cũng vậy thôi, ở đây cũng có tên của Hà Vinh cũng vậy đó nha, giống nhau hết nha. Dạ. Giống nhau hết luôn, nhưng mà cái mùi vị nó sẽ khác nhau thôi, mùi nó khác nhau xíu. Đó anh, vậy mà có cái chị mì xào của anh thì những ngày vừa qua chị cứ nói rằng là chị Loan là người vô ơn đồ này kia. Như dạ, anh cũng thấy á, nếu mà chị Loan là người vô ơn á thì đi lưu diễn ở Úc về anh thì đâu có mua những cái phần quà này để về gửi tặng cho các anh em YouTube nè. Rồi chị Bùm Bùm và anh Thành Mỹ nữa đó. Rồi như ngày hôm qua á thì cậu Sử đến nhà chị Loan rất là sớm luôn. Đó thì chị Loan cũng là cùng với cậu Sử đi mua một chiếc xe rất là đẹp để tặng cho cậu Sử luôn anh. Vậy mà cái bà mì xào cứ nói đi nói lại là chị Loan là người vô ơn, là người này kia đó anh. Đó. Nếu mà nói vô ơn thì vì sao cũng nên xem clip này. Có hẳn vì sao luôn á, là Hồng Loan không vô ơn. Hồng Loan luôn rất là biết điều, sống sống tình cảm. Một điều là ngày mai là cả nhà biết ha, là chị Loan sẽ cùng với một số anh chị em trong gian gia đình á đi phát nước cho bà con ở dưới Bến Tre, cái nơi mà nước biển nó đang xâm thực vào đất liền đó nha, và cái nơi mà bị đang hạn hán nhất của Bến Tre. Đó là điều rất là tốt. Và nói về cái sự vô ơn quà cáp thì hôm qua là tặng xe cho cậu Sử gần 40 triệu rồi. Hơn anh 46 triệu. Trước đó cái nhà biết một điều là chị Loan cũng tặng xe cho chồng của Bùm Bùm, rồi tặng một cái điện thoại cho cô Mỹ. Cái nhà sao nhân trọng điều đó, tính cái sơ sơ cái nhà ba món quà thôi là trên 150 củ rồi. Đó là những cái khoản tiền lời mà Hồng Loan bán hàng, hay Hồng Loan đi
ca hát cả nhà thì sẽ được những cái phần quà như vậy gửi cho anh em gia đình đó. Và khi mà mình nghĩ là không có phần quà như vậy đâu, không ngờ là khi mà đi qua bên nước ngoài về, Hồng Loan cũng gán nhớ lại anh em mà mua được món quà như này, thì chung là rất là tình nghĩa tình cảm của nhà ha. Đó Hồng Loan vô ơn thì tất nhiên chả khác nào đó tự lấy tay tát vào miệng của người đó. Thì chị Loan cũng chia sẻ là cái tiền mà chị Loan đi diễn ở Úc, chị Loan mua quà cho tất cả những người thân trong gia đình, cũng như là mua một phần quà cho các anh em YouTuber. Chị Loan đi đâu hay làm điều gì cũng nhớ đến những người thân và cũng nhớ những anh em YouTuber trước nhà. Trong suốt một năm qua đã luôn yêu thương và bảo vệ chị Hồng Loan, thì không thể dùng từ vô ơn. Đôi khi chị Loan không biết bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào, cách nói chuyện không lưu loát, nhưng mà bằng những cái thể hiện là những quà từ những anh em cũng như là các YouTuber, thì đó là một sự thể hiện tình cảm rất là trân quý anh ha. Không phải những món quà nào mà Hồng Loan tặng cho những người thân Hồng Loan đều phải là đưa lên trên mạng cả nhà. Cả nhà ha, câu chuyện mà cậu sửa được chiếc xe cũng là câu chuyện nó khá tế nhị đó, nhưng mà Hồng Loan cũng cố gắng là không có đưa lên tin lên, nhưng mà anh em YouTuber gặp và truyền tải vậy thôi. Còn ví dụ cái chị mì xào ở đây em vui nè, tặng cho cái đeo bông hay là một cái đồ đeo đeo tay đó mà dạ. Phải là lên trên mạng là phải chụp hình tôi đăng bài là nói là tôi là người tặng quà như vậy, thì cái điều đó mình thấy mì xào đang tự đánh tên tuổi của mình. Còn Hồng Loan là một điều là khiêm tốn ở nhà ha, tặng quà cho Mỹ, tặng quà cho chồng của Bùm Bum, tặng quà cho chú cậu Sử, cũng đâu có bia cho mình đâu. Đúng có. Rồi anh, nhưng mà một điều này nè, hay là Hồng Loan không nhờ cậy ai để tặng quà cho những người thân nha, từ cái tiền mình làm ra nó là rất là hay cho đó cả nhà. Mặc dù là đang khó khăn, đang phải có 5 đứa con, nó trong những gia đình phải lo nhang khói, lo vấn đề xung quanh công nhà, nó lo kiện tụng các kiểu, rồi lo đối chọi với bộ ba Tâm Sơn các kiểu ở nhà, nhưng mà cũng vẫn làm cho anh YouTuber hay là vẫn hỗ trợ cho những người thân đó những món quà ý nghĩa đó nha. Đó là những điều mình muốn chia sẻ về câu chuyện của Hồng Loan trong buổi trưa hôm nay. Dạ thì ngày hôm qua anh là cái cậu Sử á, là nhận được chiếc xe á, thì cậu Sử rất là xúc động luôn, cậu Sử có chảy nước mắt luôn á. Là cậu Sử nói rằng là không có biết bây giờ không biết nói gì hơn hết, nói không ra lời luôn, chỉ có nói được cái lời mà cảm ơn đến chị Loan và chị Ni rất là nhiều. Đó, rồi cậu Sử cũng nói rằng là đến nỗi mà cái lo kẹo kéo nha, là chị Ni và chị Loan là cũng âm thầm để giúp đỡ. Đó, để cho là cậu Sử có cái cuộc sống nó được tốt hơn anh. Dạ. Đúng rồi anh, tất nhiên anh, dòng họ gia đình đâu phải bỏ được anh. Dù như có thể là họ sai trong cái khoảnh khắc nào đó, nhưng mà họ nhìn nhận lại cái điều sai của họ, thì tất nhiên Hồng Loan vẫn đón nhận họ. Có một dữ kiện quan trọng nữa là Hồng Loan có ý định là nói cậu Sử về để làm cho nhà Hồng Loan ha. Để làm đó anh, nhưng mà không biết cậu Sử có can đảm trở về nhà hay không đó, thì cái đó điều đó chúng ta phải xem chờ sau thế nào. Mình nghĩ là bản thân anh Sử thì mình nghĩ là cũng ok thôi, bởi vì suy cho cùng thì thực ra khi mà anh Sử anh lên mạng xã hội trước kia anh nói những cái điều mà mọi người thấy là nó chưa hợp lý, đúng không? Nhưng trong con mắt của Hồng Loan cũng như là gia đình Hồng Loan thì anh Sử là một người thân. Đúng rồi. Một là người trong nhà thì làm sao mà họ có thể bỏ nhau được. Với hai nữa là Hồng Loan vẫn âm thầm động viên anh Sử để cho anh ấy trở thành một người tốt hơn. Và anh Sử phải tốt hơn thì Hồng Loan mới có thể là sắm sửa cho anh Sử những cái phương tiện để mưu sinh cuộc sống. Hôm qua bọn mình có gặp Hồng Loan và Hồng Loan cũng nói như vậy, thì mình thấy rất là đáng quý, đúng không nào? Nếu mà xét về một góc độ nào đó thì mình thấy cái đó nó rất là đáng quý. Còn các anh em thì mình không biết là như thế nào, nhưng mà đối với mình thì mình vẫn luôn tin là anh Sử nhìn những cái sự việc, những cái vấn đề mà anh Sử đang theo dõi trong câu chuyện của Loan thì có lẽ là anh ấy sẽ lúc nào sẽ chín chắn hơn, tốt hơn. Thì đó là những gì mà anh em mình chia sẻ trong buổi trưa hôm nay anh Vinh ha.